Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nết Thái Ăn Vặt. Hôm nay mình nấu món vịt nấu chao nha các bạn. Cách làm rất là đơn giản. Vịt nấu chao cũng không cầu kỳ cho lắm. Dùng ăn ngày thường hoặc là bữa tiệc. Cách làm rất là đơn giản và mời các bạn bắt đầu theo dõi mình làm nha. Ở đây vịt mình đã rửa sơ chế và chặt nhỏ ra nha. Mình làm sẵn cho không mất thời gian á. Chao này một lát mình sẽ lấy cái ra mình tán nhuyễn nha. Giờ mình sẽ lấy hành và tỏi mình băm nhỏ để làm nước ớt. Chao mình múc ra chén mình nghiền ra. Mình cho đường và bột ngọt vào trong chén chao này, đựng mình tán nhuyễn ra mình ớp nha các bạn. Mình cho một ít hạt nêm vô mình tán đều ra. Giờ đã tán đều nè, mình sẽ cho vào thau thịt luôn nha. Mình cho hành băm và tỏi băm mình trộn vô vịt là mình ớp luôn, và cái nước chao hồi nãy đó mình cho vào luôn nha các bạn. Và mình trộn đều lên, mình chừa một ít nước và một ít cái một hồi để mình làm nước chấm á. Ở chỗ mình rất là ồn nha các bạn. Các bạn nghe không rõ cũng thông cảm cho mình nha. Giờ mình cho vào nồi một ít dầu mình bắt lên bếp. Mình cho tỏi và hành băm mình khử cho vàng nha. Khi nó vàng rồi mình sẽ cho vịt vào. Và mình đảo nha, đảo cho vịt mình nó săn lại. Cho nó sắc nước một chút nha các bạn. Giờ vịt của mình nó đã săn lại nè. Lúc này mình sẽ cho nước dừa vào nha. Các bạn không có nước dừa mình cũng có thể cho nước lạnh vào. Dùng nước dừa thì nó sẽ ngon hơn nha. Giờ thì nồi vịt của mình nó đã sôi rồi nè. Mình lấy giá đảo đều, có bọt thì mình hớt bọt nha. Mình cho khoai cao vào luôn. Vịt nấu chao thì cũng tùy theo mỗi nhà ăn khác nhau nha. Có người thích cho sả vào. Chỗ mình không ăn sả cho nên mình không bỏ sả vào nha. Giờ thì nồi chao của mình đã hoàn thành. Mình đã múc ra chảo nhỏ rồi nha. Mình trang trí cho ớt vào cho thêm nó đẹp mắt á. Vịt nấu chao thì mình ăn kèm với rau muống nè, cù nèo hoặc là cải xanh, tùy theo loại rau các bạn thích dùng nha. Giờ thì mình đã múc ra chảo rồi, mình cho lên bếp là dùng nha các bạn. Mình không có cho lên bếp được, mình chỉ kết thúc video tới đây thôi nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha.
xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc, bình yên bên gia đình.